chào tất cả mọi người, tiếp tục cho hành trình Vivu Vinpearl. Hiện tại Duy đang đứng ở Vinpearl Hotel Tây Ninh. Đây là khách sạn 5 sao đầu tiên và là duy nhất của thành phố xinh đẹp này. Ok, bây giờ thì các bạn hãy theo chân Duy để trải nghiệm những dịch vụ ở trong khách sạn này nha. Let's go. Một ngày trải nghiệm thì 986 Bar & Bistro chính là địa điểm để mà các bạn tận hưởng một bữa tối trọn vẹn với không gian đẳng cấp và tinh tế cùng với ẩm thực vô cùng ngon miệng. Thì Duy nghĩ rằng đây là một địa điểm mà các bạn không thể nào bỏ qua khi mà đến với Tây Ninh nhé.